chơi nhà. Nếu như anh có dịp thì mời anh ghé qua, ghé thăm nơi bản làng người Tây Bắc chúng em. Phóng lên ngon nửa hồng vò rượu gần chưa uống đã say, nơi xưa kia chúng em yên bình nhưng lại đậm một chữ tình. Nếu như anh có dịp dừng đôi chân chút nhà, ghé thăm phiên chợ tình cùng xe riêng chúng mình, tiếng ca vào núi rừng nhịp nhàng từng câu hát then, một dân tay có bao ngọt ngào trao tình nồng đến cha. Chờ sau tới nhé, lại gặp rừng